Vô tắm nè. Nắng quá đi vô tắm đi, sư phụ cơ ngọt đi. Ây da, go go go. Go đi. Cho sư phụ tắm nha. Đây, go. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da ơi. Ây da. Cái xe đâu rồi? Cái xe đó. Cái xe nằm nó đi. Cái xe nằm nó đi. Cho xe xe bắt trước nha không? Bắt trước cái xe nha. Cái xe giờ ngoan rồi. Cái xe không có ngoan mà cái xe đâu. Ừ. Thế con he nè, xe xe nè. Xe hết ngoan mà cái xe rồi. Cái xe xe tắm rồi. Tắm rồi. Bây giờ sư phụ tắm cái xe nha. Cái xe nằm nằm thân cho sư phụ nghe không? Nghe không? Nằm thân nó đi. Mới lắm mất sư phụ ơi. Con này là con ngoan lắm đó. Nằm trước chiếc rồi đó. Nó bắt nở hai con mà. Bắt nở hai mấy. Nghe không? Để cho đợi cho. Ta sẽ nằm toàn vô. Bắt nở hai mấy rồi. Cái xài này ngoan rồi, thấy không? Cái xài nằm yên, cái xe phụ tắm nó sạch sẽ, nghe không? Cái xài này ngoan rồi. Bắt đại rồi tụi bay á. Cứ thứ hai là phải tắm á. Chuẩn bị tắm lạnh á con, muốn bóng lạnh rồi nghe. Đó, nằm vô. Nằm vô đi. Nên nó dơ quá, tội nghiệp sư phụ nha con. Nghiệp sư phụ tắm, sư phụ cực lắm nha chứ sà. Nghe không? Cái sà nghe lời sư phụ đi, sư phụ cưng gì quá không? Đứa nào sư phụ cũng cưng hết trơn á. Nhưng mà phải nghe lời. Thôi nước dơ bốn gì? Nước dơ bốn gì? Phải nghe lời thì sư phụ mới cưng. Thấy không?
Sư phụ nuôi tụi con là sư phụ cưng tụi con sao được, phải không? Mà phải nghe lời sư phụ nghe không? Nghe không? Đấy xe nè. Nhưng mà tắm cũng phải tắm nước cung tên nữa, chứ không phải tắm nước nghiến nữa đó, thấy không? Thấy con sang không? Con sang hơn người châu Phi nữa, thấy chưa? Rồi, massage nào bé bé, nằm gỡ ra cho phụ massage ra. Rồi, nằm gỡ ra, gỡ ra massage, thưởng thức đi. Thưởng thức massage. Đã ra cho phụ ơi, massage đó mà. Thế nào thưởng thức luôn. Thưởng thức cho phụ massage luôn nè, thấy không? Chắc quá cho phụ. Rồi quá này, ngủ luôn đi, nằm ngủ luôn đi cho phụ massage cho ngủ luôn. Ngủ luôn đi, ngủ luôn đi, ngủ luôn, đó, ngủ luôn con. Trời ơi, nằm banh vậy nè. Ngủ luôn. Mắc nợ mà. Ê, mày nằm xuống, mới tắm xong. Hơi tắm xong rồi. Lên, để cho xả lên đây đi con. Rồi, lên. Mới tắm xong là không nằm dưới cát, vô nhà đó. Đi. Thấy không? Chứ phụ cưng ê xả lắm rồi, xả chỗ đó đi. Xả chỗ một chỗ, một đứa gian sang. Đó, rồi, con ở đó đi nghe, sư phụ lấy đứa con uống nghe. Chừng nào không có ở nằm cát. Xê, go, đi vô. Xê. Đó. Ở đó nghe không? Xà ở đó nghe. Còn không đi ra ngoài là phơi nắng nghe. Nắng cho sư phụ làm việc nghe không? Em xả biết sủa rồi. Còn xe thì sao? Khô chưa? Sáng tắm hai tắm là phải tắm hai đứa luôn á, thấy không? Thấy không? Thấy không? Tắm rồi tắm hai con vậy đó, còn đòi gì nữa? Xe đòi gì nữa không? Xe có phân bì không?
không? Quý vị thấy không? Làm thấy mờ luôn mà chưa rồi đó. Ráng 2 tuần nữa. Làm theo kiểu nhà nghèo mà. Mình nhà nghèo, mình làm theo kiểu nhà nghèo. Nhà nghèo ở trên cao, nhà lầu ở dưới thấp, ở nhà giàu ở dưới thấp. Sao? Sao? Chế tắm mày mát không? Mát không sao? Mát không con? Mát cái sư phụ. Tao biết không? Tao biết tao ngồi trên đây cho thống cát, coi xà cứ lăn với cát không à. Bao vậy sao sư phụ không rầy sao được phải không? Sư phụ không không? Sư biết cơ nào sạch sư phụ ngồi á sư phụ. Chứ không phải như ai kia đâu. Ai kia cả chớn quá. Ai kia cả chớn quá sư phụ ơi.
xe. CC dễ thương lắm. CC đứng phơi nắng ngon lành hơn bà con. Chứ xà quay quá. Có hai con nó cũng vui. Đó, thấy chưa? Thấy biết phơi nắng đồ ngon không? CC biết phơi nắng đồ ngon lành không? Thế coi ha. Làm phơi nắng đi, để khô lòng ha. Sư phụ mới tắm mà. Nằm phơi nắng. Hơi thưa các vị đó. Tôi cắt cái này kìa. Cái lầu này để tôi ngắm trăng nè. Ở dưới này cho xe phòng. Hai ba người xe phòng là dưới đã tiền nhà. Ôi. Tôi đi làm thêm nữa. Trời ơi tương lai. Tương lai không có phải lo âu sợ hãi thằng nào con nào hết. Mình cứ mình đời mình sống thôi. Trời ơi. Đó các vị. Giờ nổi tuần sau là lấy căn nhà bên kia luôn rồi. Lấy nhà bên kia là bắt đầu sang năm tôi trồng nữa. Ôi tôi trồng trọt sống. Ôi sống cuộc đời sao mà nó thối mai. Thối mai. Cho nên mình sống là mình sống vậy đó, không có lệ thuộc, không phải ngồi đó mà chờ mấy cô hồn nó cúng dường. Nó cúng dường rồi nó làm ông nội bà nội nó chửi, nó làm như mình ăn hết của một ông mã cha nó vậy đó. Hồi đó tôi ở mấy cái chùa hội đó, nó cúng mình 5-3 đồng, mình còn lo cho ông bà ông giải nó, tổ tiên nó, cho con cháu nữa, mà nó còn á, nó còn nặng nhẹ mình, nó làm như là bắt con gái mẹ nó đi làm gái nuôi mình vậy đó nghe. Đó, giờ này một mình tôi một cái nhà, thành ra các chị thấy không, không sợ thằng nào con nào á, tổ cha cái quân nào mà nó là nặng nhẹ tôi đi. Đó, giờ nhà tôi mình vậy đó. Hiu hiu đó, giờ căn nhà này tuần này là xong luôn nè các vị. Xong rồi bắt đầu được miếng đất bên đây, tôi năm tới tôi trồng. Tôi trồng trọt, tôi bán, tôi làm từ thiện, tôi giúp người. Ôi, tôi không cần mà kiểu mà ngồi đó mà gõ mõ tụng kinh, mê tín dị đoan, nói chuyện kiểu như từ chối không tới. Tôi là thực tế vậy đó. Tổ cha cái quân nào con nào mà dám mà nặng nhẹ tôi. Tôi đâu có gọi là tôi nói thế gian là tôi đâu có bắt đào mộ ông mã cha đâu mà nó nặng nhẹ tôi phải không? Đó các vị thấy không đó, cuộc đời tôi sống vậy đó. Tôi thấy rồi. Mấy cái thứ mà nó ỷ nó có học thức một chút á. Rồi đó tôi thấy không, nó tuyệt hậu vô sản, kẻ thì vô sản, kẻ tuyệt hậu. Tôi thấy có hai vợ chồng hồi xưa nó coi trời coi đất không ra gì. Tối ngày cứ bắt bẻ thầy này thầy nọ, giờ có đứa con cũng bệnh Covid mà chết. Chồng thì làm kỹ sư, vợ thì làm nha sĩ, con thì làm dược sĩ, bác sĩ gì đó mà cũng không sống nổi nó. Bởi đời phải có cái đức. Tôi nhắc nhở cho quý Phật tử nhớ, những ai đã từng bây giờ đã chấp nhận làm cha làm mẹ rồi đó, phải nhớ phải để cái đức cho con. Mình tạo nó ra là mình phải có trách nhiệm, mình để cái đức cho nó. Đây là những điều mà tôi nói rất là thực tế vậy đó. Ai thương thì nghe, không thương thì thôi. Thấy không? Con chó mà là cũng có phước của nó nữa, thấy không? Con chó mà còn có phước của con đó, được sư phụ nuôi đó mọi người. Theo lẽ con bị chích rồi đó, mà sư phụ bắt con về sư phụ nuôi đó, cho nên giờ con có nghĩa với sư phụ đó. Con chó mà là còn có nghĩa đó. Con chó mà nó còn có nghĩa đó, hèn à hèn. Con chó mà còn có nghĩa là sư phụ đó. Thấy không? Bởi sư phụ cưng, cưng con với cưng con ê xà. Nhưng mà ê xà quậy quá à. Ê xà mà đừng có quậy quá, sư phụ đâu có buồn. Ê xà quậy quá trời quậy chứ. Ê xà thấy xê xê không? Thấy xê xê không?
CC đâu có quậy đâu. CC thấy dễ thương không? Thấy không? Nghe xà đã coi 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 đã anh rỗi tắm hai con chó đó, thấy không? Thấy xà dễ thương không? Mày xà dễ thương nhưng mày xà bậy chứ bộ kiện quýnh quá hả? Thấy không? Thấy xê xê không? Thấy xê rút được ở chỗ cao xa cây xà, thấy không? Thấy xà thâu quậy quá. Xê xê cho xà không đi, xê xê cho xà không có đi, xê xê cái xà không có đi nè. Cái xà thương cái xà không nè, không nè, không đi, không đó, cho xà không vậy đi. Cái xà sắp bị sư phụ đánh rồi. Thấy không? Đây nè, đó, cho xê xê không với xà đó. Đó, cho xà không với xê xê đi. Đó, cái mặt sao mà ta ghét. Cái mặt sao ta ghét. Cái mặt ta ghét. Cái mặt ta ghét. Mặt sao ta ghét. Đi làm nghe. Anh xà đứng đó đi, cho anh xà đứng đó luôn đi. Phụ đi làm nghe. Rồi, bác ghét ơi. Bác ghét ơi. Đi ra ngoài đi con. Đó, cho sắc dệt chưa? Sắc dệt chưa? Trời ơi. Đó, đó, thi đấu võ trường. Đấu võ đài. Đó, đó, đó. Nhảy, nhảy. Nhảy, con nhảy đi. Nhảy đi con. Con nhảy đi con. Con nhảy đi con. Nhảy đi con. Trời ơi cái nhà này năn nỉ họ bán luôn mà họ không bán quý vị ơi. Cái người Phật tử họ muốn mua. Họ gắn liền cho tôi luôn. Cùng một lóc luôn mà họ không bán. Chán quá. Ai đọc họ bán đi. Bán đi. Rồi thôi chào quý vị nha. Bây giờ tôi làm tiếp nha.